việc khóc lóc, thậm chí là phản ứng mạnh mẽ khi bị lực lượng chức năng bắt đi con chó nuôi đã nhiều năm có lẽ cũng là điều dễ hiểu đối với mỗi người chủ. Tuy nhiên, nếu nuôi chó mà không thể quản lý được chúng thì hậu quả mà nó mang đến cho người khác là khôn lường. Bởi không chỉ cắn người qua đường mà đôi lúc những chú chó này cũng sẽ gây hậu họa cho chính người chủ đã nuôi mình. Thậm chí nhiều người đã phải đánh đổi chính tính mạng của mình. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Được đưa vào nhập viện trong tình trạng cơn dại phát tác với các triệu chứng như suy hô hấp, suy đa tạng, huyết áp mất kiểm soát và phải thở máy. Nguyên nhân là do bệnh nhân bị chính con chó ở nhà cào chúng. Và thực trạng này không phải hiếm gặp tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí trước đó hồi tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một trường hợp phụ nữ tử vong vì bị chó dại ở hàng xóm cắn, nhưng chủ quan không đi tiêm phòng. Điều đáng nói là không chỉ bị chó thả rông cắn, mà nhiều trường hợp chính chủ chó bị cắn, như trường hợp của anh Tân là một ví dụ cụ thể. Nó giải trúng cái răng kiểu dạng mình nó hả cái miệng nó ra cái nó giải rồi nó quơ trúng mình rồi cái răng nó trúng mình chảy ra máu mình thấy mình cũng hơi lo thôi kệ đi chích cho nó an tâm. Trung bình mỗi ngày bệnh viện nhiệt đới có khoảng 12 đến 40 người đến tiêm ngừa dại, đa số là bị chó nhà cắn. Có người lo sợ nên đi tiêm ngừa, cũng có không ít trường hợp chủ quan nên khi có các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, co giật thì mới đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Khả năng bệnh nhân bị chó cắn nếu không đến chích ngừa kịp thời, không quá một tuần mà không đến chích ngừa thì khả năng bị dại rất là cao. Và khi đã bị dại thì cái biến chứng sợ nhất là biến chứng viêm não. Nếu bị biến chứng viêm não thì hầu như tử vong gần như 100%. Hiện nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là triển khai quản lý, tiêm phòng vaccine ngừa dại cho chó mèo. Một khi mà người nuôi không thể tự mình quản được việc này, thì việc cơ quan chức năng vào cuộc để đảm bảo an toàn cho cộng đồng là việc làm cần thiết.